Chào tất cả các em nhé. Hôm nay thầy tiếp tục giải đáp câu hỏi ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 10. Các bạn tham khảo một số bài do một bạn gửi bài lên nhé. Đây, thầy đã chữa cho bạn đây. Cái bài thứ nhất ở đây là câu 4. Rút gọn biểu thức q bằng cos của x cộng pi trên 4 đóng mở ngoặc nhân cos của đóng mở ngoặc x trừ pi trên 4 cộng với sin của x cộng pi trên 4 nhân với sin của x trừ pi trên 4. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức cộng để biến đổi. Tuy nhiên thì nếu bạn nào sử dụng công thức cộng mà biến đổi từng cái một, ví dụ như là cos của x cộng pi trên 4 bằng cái gì, cos của x trừ pi trên 4 bằng cái gì, tương tự đối với các cái sin này thì sẽ rất là dài. Ở đây thì thầy áp dụng công thức cộng cho cả cả cái biểu thức quy này luôn nhá. Đấy, các bạn lưu ý như thế. Thế thì ở đây các bạn thấy như này này, cos nhân cos này cộng sin nhân sin. Thì coi cả cái x cộng pi trên 4 này là a, x trừ pi trên 4 này là b, thì đây là cos a cos b, sin a sin b. Đấy, thì chúng ta có cái công thức cộng này này, cos a nhân cos b cộng với sin a nhân sin b, thì cái này chính là cos của a trừ b. Đấy, các bạn nhá. Thế thì áp dụng cái công thức này thì ta biến đổi ngược, cos cộng cos nhân cos cộng sin nhân sin thì bằng cos hiệu. Đấy, do đó ta ghi lời giải áp dụng cái công thức này vào ta được q bằng, thầy không chép lại đề đâu nhá, viết luôn a là x cộng pi nhân 4, b là x trừ pi nhân 4 nhá. Vậy thì cái này chính là bằng cos của a trừ b đúng không? A ở đây là x cộng pi trên 4 trừ đi b, thầy đổi dấu luôn, trừ đi b tức là trừ đi x trừ pi 4 thì thành trừ x cộng pi trên 4. Đấy, đóng mở ngoặc vào. Thì đến đây chúng ta sẽ bằng, chúng ta rút gọn đi, cos x trừ đi x này hết, pi trên 4 cộng pi trên 4 thì chính là pi trên 2. Được chưa? Mà cos của pi trên 2 là bằng bằng 0. Vậy thì kết quả là bằng 0 nhá. Đây là nhanh đúng không? Nếu mà chúng ta sử dụng công thức cộng mà cho từng biểu thức cos và sin thì rất là lâu. Đây ta áp dụng công thức cộng cho tổng thể cả cái biểu thức quy này. Bây giờ chúng ta sang cái câu số 2 tiếp theo, đó là câu 5. Là một câu hình cho tam giác IJK, điểm Y biết tọa độ rồi, điểm J biết rồi, điểm K biết rồi. Có hai ý. Ý thứ nhất là viết phương trình tổng quát của IK. Ý thứ hai là viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác IJK. Được. Để hướng dẫn các bạn thử ý một nhá. Sau khi lời giải này. Ý A, viết phương trình tổng quát đường thẳng IK. Ta có đường thẳng IK thì đương nhiên là phải là đi qua Y rồi đúng không? Đi qua Y, Y tọa độ là âm 3, 2. Các bạn thấy không? Đường thẳng IK thì phải là đi qua Y rồi. Và cái vector IK chính là vector chỉ phương đúng không? Và có vector chỉ phương là IK luôn. À, ta lấy tọa độ điểm K trừ tọa độ điểm Y là ra được vector IK nhá. 6 trừ đi âm 3 trở thành 9 này. Âm 3 trừ đi 2 thì là âm 5 này. Đấy. Tuy nhiên ở đây người ta bắt chúng ta viết phương trình tổng quát. Mà phương trình tổng quát thì không phải là vector chỉ phương mà là phải là vector pháp tuyến. Do đó thì chúng ta cần phải có một bước chuyển đổi vector chỉ phương này trở thành vector pháp tuyến nhé. Từ đây chúng ta sẽ suy ra IK thì cái tát thôi, đường thẳng IK đấy. Thứ nhất là đi qua Y có tọa độ âm 3, 2. Thứ hai là có vector pháp tuyến N nào đó. Thì chúng ta thấy là dựa công thức là nếu vector chỉ phương có tọa độ là AB thì vector pháp tuyến là trừ BA, vậy thì cái này nó là 9 âm 5 thì đây trở thành là 59 nhá. Đấy.
trừ BA các bạn hiểu không? Nên là AB nên trừ BA. Và đến đây thì ta suy ra vậy phương trình tổng quát của IK sẽ là hoành độ vectơ các tuyến là 5 nhân với x trừ đi hoành độ điểm đi qua là trừ đi âm 3 thành cộng 3 cộng với tung độ vectơ các tuyến là 9 nhân với y trừ tung độ điểm đi qua là 2 còn không. Vậy thì cái này ta sẽ suy ra 5 nhân x cộng với 9 nhân y 5 nhân 3 15 15 và 9 nhân âm 2 là âm 18 15 nhân âm 18 là âm 3 mà không. Đấy, đây chính là cái phương trình tổng quát của IK nghe các bạn nhé. Tiếp theo này viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác y JK thì chúng ta lưu ý là phương trình đường tròn ngoại tiếp của tam giác YJK thì cái đường tròn đó phải đi qua ba điểm YJK đúng chưa? Đấy. Thế cho nên ta sẽ gọi cái dạng phương trình đường tròn phải tìm. Sau đó là chúng ta sẽ cho nó đi qua ba điểm YJK này. Thế này chúng ta sẽ tìm ra các hệ số của nó là ta ra được phương trình nhé. Bây giờ chúng ta viết câu B này. Giả sử phương trình thì viết tắt ngoại tiếp phương trình đường tròn nhé. Viết thêm chữ đường tròn này. Phương trình đường tròn viết tắt đấy ngoại tiếp tam giác YJK có dạng để cho nó có cái dạng thứ hai đi đó là dạng x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0. Bây giờ thầy sẽ cho nó đi qua ba điểm thì thầy sẽ tìm ra được là a b c thì thầy sẽ suy ra được phương trình đúng không? Đấy, ta trả lời vi đây gọi là đường tròn c đi. C đi qua ba điểm y đi có tọa độ là gì nhỉ? âm ba hai chấm phẩy g tọa độ là 5 âm 4 và k có tọa độ là 6 âm 3 đấy. Nên ta có hệ phương trình để viết tắt mà móc. Phương trình thứ nhất chính là lấy tọa độ điểm y này thay vào phương trình này. Tức là ở đâu có x thay bởi âm 3, ở đâu có y thay bởi 2 nhé. Nào, thay đây là x bình là âm 3 bình này. Âm 3 tức là bình này, cộng với y bình là 2 bình này. Trừ đi 2a nhân với x là âm 3, trừ đi 2b nhân với y là 2, cộng với c bằng 0. Phương trình thứ hai là thay điểm y vào phương trình đường tròn này. 5 và thay là x là 5 bình phương này, cộng với y bình tức là âm 4 bình này. Âm 4 tức là bình này. Trừ đi 2a nhân x là nhân 5 này. Trừ đi 2b nhân y là nhân với âm 4 này. Cộng với c này bằng 0 này. Phương trình cuối cùng là thay tọa độ điểm k này vào cái đường tròn dạng tổng quát này. 6 thay đây. 6 bình là 6. Cộng với y bình là âm 3 tức là bình này. Rồi trừ 2a nhân x là 6 này, trừ 2b nhân y là âm 3 này, cộng c này bằng 0. Chúng ta sẽ rút gọn cái phương trình này và bấm máy tính là xong. Ra ABC là xong, thay vào, đúng không? Tính đổi một chút nhé. 3 bình là 9 này, cộng với 4 này. Cái này là âm 2 nhân âm 3 là 6a này. Cái này là trừ đi 4b này, cộng c bằng 0 này. Tiếp theo cái này là 25 này cộng với 16 này, 44 16 đúng không? Trừ đi 25 là 10a này cộng với 8b này cộng c này bằng 0 này. Phương trình cuối cùng 6636 này. Và mình là 9 này. Này trừ đi 12a này
Thế nên là cộng với 6B này cộng C này bằng 0 này. Tương đương với 6A này trừ đi 4B này, cộng C bằng. Chúng ta thấy 9 cộng 4 là 13, ta chuyển sang kia thì âm 13. Tiếp theo là âm 10A này, cộng 8B này, cộng C này bằng 16 minus 25 là 41, chuyển sang bên kia là âm 41. Chờ. Âm 12A này cộng với 6B này cộng C này bằng này. 369 là 45, chuyển sang bên đằng này là âm 45 này. Thế sau đó ta bấm hệ phương trình là ra được ABC nhé các bạn nhé. A bằng này, B bằng này, C bằng này. Các bạn giải hệ phương trình bằng cách bấm máy tính cho nó nhanh. Mình sẽ bấm máy tính các hệ số của nó nhá. 6 này, âm 4 này, 1 này, âm 13 này, âm 10 này, 8 này, 1 này, âm 41 này, âm 12 này, 6 này, 1 này, âm 45 này. Và kết quả A sẽ là bằng 13 phần 7. 13 phần 7. B là 1 phần 7. C là âm 165 phần 7. Đấy. Vậy phương trình phải tìm, chúng ta trả lời vậy phương trình phải tìm, vậy phương trình đường tròn phải tìm sẽ là ta thay MC này vào cái phương trình ban này, chúng ta gọi cái dạng của nó là x bình cộng y bình này, x bình cộng với y bình này trừ đi 2a, a đây là 13 phần 7 này nhân với 13 phần 7 này, x này. Trừ đi 2b, 2b, b ở đây là 1 phần 2 này và 1 phần 7 này, 1 phần 7 nhá, nhân x này cộng c, cộng c là cộng với là cộng với âm 165 phần 7, tức là trừ đi 165 phần 7 này bằng 0 này. Đấy. Chúng ta hay nhân 7 lên cho nó gọn, hay 7x bình phương cộng với 7y bình phương này trừ đi 2 nhân 13 là 26x này trừ đi 2, cái này là y nhé các bạn nhé, cái này là y trừ đi 2y này trừ đi 165 này bằng 0 này. Đấy. Đây chính là cái phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác Ikea các bạn nhé. Có thể là trong quá trình làm có thể đâu đó có thể nhầm, tuy nhiên các bạn cứ hiểu đúng phương pháp, thay đúng bình tĩnh, khi chúng ta cần phải bình tĩnh nhé thì chắc chắn là ra được kết quả đúng thôi. Thế là cái bài số 2 là chính là câu 5, và bài số 3 đây chính là câu 6. Viết phương trình đường tròn, cho phương trình đường tròn C x cộng 1 tức là bình cộng với y trừ 1 tức là bình bằng 125. Viết phương trình tiếp tuyến, đây này các bị thiếu một chữ tiếp tuyến nha, tiếp tuyến của đường tròn C tại điểm A có tọa độ là 9 âm 4 thuộc C. Đấy. Thế thì đây thầy có thể vẽ cho chúng ta phác họa ra cái hình ảnh của nó, chúng ta thấy nó rất là dễ, chúng ta không phải nhớ công thức mà chúng ta cứ nhìn đây là chúng ta thấy nó ra được ngay thôi. Đây, ví dụ đây của thầy, đây là đường tròn đi. Đấy, đây đường tròn nhá. Và giả sử như điểm A nó ở đây đi. Thì thầy vẽ tiếp tuyến của nó này. Đây, tiếp tuyến này. Đây, giả sử điểm A là thuộc đường tròn là điểm A đây nhá. Đó là 9 âm 4. Và cái tiếp tuyến chúng ta phải tìm là giả sử nó là delta thì delta ngoại chấm này, là chúng ta thấy không? Delta thì phải đi qua tiếp điểm này. Đấy. Và tiếp điểm chính là điểm A đấy. Đây. Và nó phải vuông góc với cái bán kính để được toàn tâm đi. Bán kính tại cái điểm tiếp điểm A đấy không? Đúng không? Đây nhá, cho đường tròn C đây. Tâm Y thì phải tìm luôn nhá. Đây. Ta ghi là C có tâm là y có tọa độ là đây. X cộng 1 thì từ tâm đây hoành độ phải là trừ 1 này. Y trừ 1 thì đây hoành tung độ là 1 này. Đấy. Tâm y là âm 1, 1. Âm 1, 1. Và yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến
của đường tròn C này tại cái điểm A này thuộc C. Đấy. Thế ta thấy ngay tâm đây bán kính R bằng mấy? R sẽ là bằng căn của 125 đúng không? Đây. Đấy, căn 125. Thế thì các bạn lưu ý là cái delta này phải đi qua cái tiếp điểm A này và vuông góc với bán kính IA, hay nói cách khác cái vector IA chính là vector pháp tính của nó, của delta đúng không? Đấy, ta gọi delta là tiếp tuyến với đường tròn C tại cái điểm A tọa độ là 9 âm 4. Đấy, 9 âm 4 nhá. Đấy. Thì chúng ta suy ra được ngay delta sẽ thỏa mãn hai yếu tố, thứ nhất là đi qua A 9 âm 4, thứ hai là có cái vector pháp tuyến chính là IA. IA thì ta lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm Y, 9 trừ đi âm 1 thì là thành 10, âm 4 trừ đi 1 thì thành âm 5. Đấy, nó ta là rút gọn như thôi, phải rút gọn sau cũng được. Suy ra phương trình của delta 2 chấm, phải phương trình tổng quát luôn, 10 nhân với x trừ đi 9 này trừ đi 5 nhân với y trừ đi âm 4 tức là thành cộng 4, còn không chúng ta rút gọn luôn, chia hai vế này cho 5 luôn cho nó gọn, thì cái này còn 2 nhân với x trừ 9 trừ đi y cộng 4 mà không. Đấy, chúng ta chia cho 5 đấy. Rồi đến đây thì chúng ta xem này, 2 nhân x trừ y, cái này 2 nhân trừ 9 là trừ 18, cái này là trừ 4 nữa là trừ 22 bằng không. Đây chính là cái phương trình tiếp tuyến phải tìm. Đấy, chúng ta có thể trả lời vậy chấm 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 nhé. Đấy, thế là xong. Rồi chúng ta nhớ công thức là bài này sẽ trở nên phức tạp và khó, chúng ta cứ vẽ hình ra, chúng ta hình dung ra được ngay cái điều kiện của tiếp tuyến là chúng ta viết được phương trình tiếp tuyến chính là một cái phương trình đường thẳng đi qua một điểm cho trước và có một cái vector pháp tuyến. Đấy, các bạn nhé, chúng ta không cần phải nhớ công thức làm gì. Thật ra cái bài này thì thầy cũng không cần phải tìm cái bán kính này, mặc dù là đã viết ra rồi thì thôi nhé, nó thừa không cần thiết, nó chỉ cần tìm ra được tâm thôi các bạn nhé. Như vậy là bài số 3 được câu 6 là xong rồi nhé. Thầy xem câu nào hết rồi, bạn hỏi có 3 bài thôi. Chúc các bạn học tập tốt nhé, chào tạm biệt các bạn.